By Việt Nam Production. Việt Nam, nơi mà tôi sinh ra. Việt Nam là mảnh đất của cha ta. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, có nghe tiếng ta gọi người không? Bao đắng cay. Cái xà Việt Nam ở hơn một nửa vòng trái đất, cái nơi anh em chúng tôi phải tự đi làm để nuôi lấy bản thân. Cuộc sống vật chất thiếu thốn nhưng không bao giờ thiếu thốn cái tinh thần, bởi vì anh em vẫn luôn kề bên với những lúc khi mà tôi cần. Hãy để bao mơ từng cánh bay xa, bay đến tương lai. Đây chính là lúc ta viết bài nhạc cho bọn mày, là những thằng bạn đó luôn coi trọng từ trước cho đến nay, là lũ ngốc luôn đứng ra hứng chịu lỗi lầm tao gây tạo. Cùng vốn bọn mày là những thằng bạn đã từng đánh nhau chỉ vì tao. Nếu một đêm nước trong phòng đèn thiệt bật sáng, cầm cây viết ta lại viết một cách mơ màng, nơi đất mẹ một cảm hứng cho ngành lyric. Và ta cứ viết dù không biết sẽ đi đến đâu.